Anh Túc TV chuyên clam iRock Booty miễn phí hàng đầu tại Việt Nam Nếu anh em nào mới mà chưa biết tới kênh, kênh mình thì cho mình xin một nút này, like, cũng như một nút đăng ký Để cập nhật những video, những cái mới nhất mình thường xuyên chia sẻ Ok, từ cái kèo này thì mình gửi tới anh em là anh em xin nhận được một đồng Này có tên là IG Energy iRock kèo kèo random thì có một thì có 2900 random ví may mắn sẽ nhận được uh, token uh, một token uh, mistake uh, podcast này. Đồ đó như nó đã nói là 100 đô. Thì có hai anh em lưu ý cho mình thì có 2900 đấy nha. Rồi, để tham gia kèo này anh em cần kích vào đứng đinh dưới phần mô tả sau đó làm nhiệm vụ chatbot này. Khi mà kích vào đứng đinh rồi anh em sẽ nhập cấp tra start sau đó nhập cấp tra này. Nếu cấp tra xong thì anh em kích vào join group cho mình nha Và hiện ra các bước anh em làm Thì nó cũng khá là lắm bước đấy Nên là mình hướng dẫn anh em làm luôn này anh em kích vào join group này <laughs> Rồi kích vào join này Rồi xong thì follow uh, uh, Follow retweet gắn ba bạn bè Ok kích vào Open cho mình Rồi nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Twitter đấy Anh em theo dõi này Rồi anh em sẽ Thả nó có tim cũng như anh em sẽ tweet lại và gắn thêm bạn bè cho mình Bây giờ trích dẫn lại và gắn thêm bạn bè rồi khi anh em gắn thêm bàn bè xong thì anh em vẫn tuyết lại cho mình Ừ Rồi tuyết lại xong thì anh em quay sang bot tiếp tục chặn này Rồi tiếp sau đó thì bắt anh em follow Facebook cũng như Instagram kích vào Open cho mình Rồi nó chuyển hướng em giao diện của thằng Facebook này Anh em theo dõi nó follow Đấy theo dõi mình đăng nhập Ừ rồi khi follow Facebook của nó xong thì kích vào Instagram để anh em theo dõi nha rồi ờ, nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Instagram này phụ cũng sao mình lại không vào mình nhỉ, hay là dính hack rồi bỏ mẹ rồi theo dõi cho nó này như kèo này trước mình làm rồi thì phải nhớ không nhầm mình theo dõi rồi rồi tiếp sau đó thì dõi đi cốt này và dõi trên uh, này code open cho mình rồi nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng đi cốt này để anh em làm này đi cốt để anh chưa có tài khoản thì anh em có thể là tạo cho mình một cái tài khoản đã hiểu đi Rồi Tiếp sau đó thì anh em sẽ quay sang roi à, vào trên này Ờ hình như nhớ được kèo này mình làm được chứ phải Rồi 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 tiếp sau đó thì anh em Quay sang tiếp tục chatbot Anh em ấn kích vào phần 4 cạch cho mình nhé Rồi ấn submit uh, My daddy này còn hỏi anh em doi chơi ấn đôn này, Rồi và gửi cái profile link của thằng twitter cho nó này, đây cái góc trái màn hình nha cái hồ hồ, hồ sơ này rồi anh em sẽ kích góc phải màn hình cho mình này ấn phần chia sẻ này <laughs> rồi sau đó anh em kích vào sao chép vào khai nhé tạm này ok sau đó thì anh em quay sang bot anh em gửi cho nó này rồi gửi đi này Ok, tiếp sau đó profile link của thằng Facebook, anh quay sang Facebook cho mình nha. Rồi khi đến giao diện thằng Facebook thì anh em vào trang cá nhân đấy anh em kích vào phần sao chép liên kết này này, cái profile link ấy. Sao chép xong thì anh em quay sang bot tiếp tục gửi cho nó này. Gửi đi này. Rồi tiếp sau đó thì in Telegram cũng thế. Rồi kích vào để nó chuyển hướng anh em giao diện thằng in Telegram. In Telegram thì anh em đăng ký cũng đơn giản thôi. Rồi khi đến giao diện thằng in Telegram kích góc phải màn hình cho mình này góc phải dưới màn hình cho mình ấy ở kích vào phần chia sẻ này cho mình như mình đang di chuột anh em cứ để ý tay mình ấy ở kích vào phần là sao chép và khai tạm này ok quay sang bot gửi cho nó thôi dán và gửi này rồi tiếp sau đó clip code ui lên đi cốt kích lại kích với đi cốt cho mình nha rồi ấn chấp nhận này mời đi Rồi khi đến giao diện đi cốt được kích cốc trái màn hình cho mình này Rồi cái cốc phải màn hình dưới màn hình cho mình này Đây là cái đi cốt của anh em nhá Đây là đi cốt của mình Còn uh, đi cốt của anh em thì nó hiện như nào thì anh em viết như vậy Chính tư thằng 7015 Ok Tức này Thằng này 7015 Rồi anh em sẽ gửi đi cho nó này Rồi tiếp sau đó thì anh em đun cho mình này Hỏi anh em đó rồi gì đây rồi, ờ, địa chỉ BEP20 em quay sang video trước thống mắc em lấy địa chỉ BEP20 em gửi cho nó nhé Rồi, kích vào số mắc trên cho mình Nhận này Khi mà nó phân phối token cần, phân phối token cần về cho anh em đấy Thì năm anh em cứ hỏi mình Rồi, gửi đi này Ok, đến cái bước này thì anh em đã hoàn thiện à, Anh em có thể ấn phần account cho mình này. Oh, ok Đấy thì như vậy là đã hoàn thành xong thì chờ ngày phân phối thôi khi mà đông phối như nào thì mình sẽ ra một video cụ thể thông báo cho em sau và đây đường link để em giới thiệu về để kiếm token y g e energy này ok dạ và kết thúc video chào mọi người nhé hẹn mọi người video